Bây giờ em thích một chàng trai nào đó, em muốn gạ chàng trai đó đi ăn đi uống thì em làm bằng cách nào? Thì tức là quen chưa anh? Chưa quen hả? Tức là lạ chứ, là mình mà bạn đang thì mình kiếm cớ mình lại mình nói chuyện là quen. À, kiếm cớ sao em kiếm cho bạn cái cớ thôi? Ví dụ thôi nha. À, ví dụ như em giai đoạn em say, cái xong em mới kêu là anh ơi em không về được, anh chở em về được không, em không nhớ số nhà, em sẽ lên em sẽ gõ Google Maps anh chở em về đi. Rồi em thừa cơ đằng sau thì em ôm luôn. Cái xong thì em vừa đi vừa hỏi thì anh có hiểu chứ hay là gì đó, rồi xong mà anh chở em về nhà thì em về, mà không về thì thôi. Chuyện qua giai đoạn khác. Trời, ghê chưa bá đạo. À, chào bạn, mình đến từ kênh Girl Zone TV và Bún Mắm TV. Nhìn bạn cực kỳ xinh đẹp và bốc lửa, bạn có thể dành ít phút cho mình phỏng vấn được không? Được ạ. Đầu tiên cho mình hỏi, bạn tên gì, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu? Em tên Huyền, 25 tuổi. Em bao nhiêu tuổi nhỉ? Ủa, em 25 tuổi hả? Nè, em dám ăn hà, tưởng không mấy em có 20 tuổi hả? Bạn có thể dành cho mình ít phút phỏng vấn bạn được không? Nhìn bạn ăn mặc cực kỳ sexy. Dạ, cảm ơn anh. Dạ được ạ. Đầu tiên cho anh hỏi em tên gì, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu? Dạ, em tên Thư, 20 tuổi và đến từ Quảng Ngãi. Em đến từ Quảng Ngãi. Sao mà giọng em không phải là giọng Quảng Ngãi mà giống như giọng người miền Nam quá nhỉ? Dạ, em bị lai rồi. Em bị lai rồi. Có nghĩa là em sống ở Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em sống được 3 năm. Chào bạn, mình đến từ kênh Girl Zone TV và Bún Mắm TV. Bạn có thể dành cho mình ít phút phỏng vấn bạn được không? Đầu tiên cho mình hỏi là bạn tên gì, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu nè? Em tên là Như Thủy, năm nay em 19 ạ. Thường thường khi mà Tết về quê em, về quê em được mấy lần? Dạ một năm. Một năm về được mấy lần? Dạ một năm em về được 4 lần, 4-5 lần dạ. Mỗi lần dịp Tết về quê á thì ba mẹ và dòng họ hai bên nội ngoại gặp em thì thường hỏi những câu hỏi gì nhỉ? Hỏi gì nhỉ? Có bồ chưa? Bây giờ lấy chồng? Vậy em trả lời mấy câu hỏi đó làm sao? Thì em hỏi có bồ chưa thì em cứ kêu là chưa, còn lấy chồng thì con lấy chồng Tây được không? Lấy chồng Tây được không? Tại sao lại thích lấy chồng Tây hơn chồng Việt? Tại vì nó dài. Nó dài chỗ nào? Anh thấy nó dài chỗ nào thì nó dài chỗ đó. Anh thấy chỗ nào nó cũng dài. Đúng rồi, tại vì chỗ nào nó cũng dài cho em mới thích. Vậy hả? Vậy em có sọt bao giờ chưa? Dạ chưa có cơ hội. Nhưng mà nếu mà có cơ hội thì em mong muốn được thử. Dưỡng tiền con lắm. 25 tuổi về quê thường thường bị ba mẹ, dòng họ hai bên nội ngoại, cô chú, chú Dưỡng đặt những câu hỏi như thế nào? Có chồng chưa? Chuẩn bị lấy chồng chưa? Có chồng chưa, trả lời sao? Người yêu còn chưa có, nó lấy đâu lấy chồng. Ủa nhưng mà hồi đó giờ có bao giờ có người yêu rồi dẫn ra mắt dòng họ hai bên hoặc là cha mẹ chưa? Dạ cũng có nhưng mà chia tay rồi. Tại sao chia tay vậy? Ở xa với lại không hợp nhau. Có nghĩa là em không thể yêu xa được hả? Thì ở xa quá hai người cũng có tình cảm nhiều quá, anh thích quan tâm á. Nếu mà em rơi vào trường hợp hai đứa xa nhau 1.5 năm không gặp mặt nhau thì em cảm giác em có bị hơi nhạt tình cảm với người yêu của mình không? Thì tùy trường hợp nữa, tùy người anh. Ví như là nếu mà hai người mà thương nhau, vẫn còn thương nhau, quen nhau thì còn bình thường. Còn cái tình cảm mà nó đã nhạt trước đó rồi mà còn xa nhau nữa thì chắc là sẽ chia tay. Cái lần sọt gần đây nhất của em là khi nào? Cách đây mấy năm rồi. Mấy năm rồi hả? Nhưng mà cũng đã từng trải nghiệm rồi đúng không? Theo em á, Tết á, em có lên chùa cầu duyên, cầu hạnh phúc gia đình gì đâu? Dạ, có cầu sức khỏe gia đình thôi. Có cầu sức khỏe gia đình, thường thường em cầu ở đâu? Ở chùa dưới em nữa anh. Dưới em ở đâu? Dưới quê em. Quê em ở đâu? Dạ, Đắk Lắk. Đắk Lắk hả? Em thấy chùa đó lên trứng không? Cũng bình thường anh, cầu vậy thôi chứ cũng không biết có linh không. Trời, vậy là không có biết có linh không, nên đổi chùa nha. Không có cầu cái chùa tại nữa. Tại vì cầu duyên mà mấy năm rồi vẫn ế này là em nghĩ là dẹp cái chùa này qua, kiếm cái chùa khác mà cầu. Gì đâu mà cầu duyên, không có duyên gì hết trơn vậy. Như Thủy ơi, thường thường Tết về á, cha mẹ và dòng họ hai bên nội ngoại đâu á, thường đặt những câu hỏi gì cho bạn? Năm nay học như thế nào, về chuyện có bồ chưa? Có bồ chưa rồi trả lời sao? Năm nào cũng có bồ hết. Năm nào cũng có bồ, hiện tại là đã có bồ đúng không? Có chồng chưa? Dạ chưa dính tính tới chuyện đó. Vậy em coi em gọi bồ em bằng cái gì? Em gọi bồ em bằng tên. Tên hả? Có bao giờ gọi bằng ông xã hay em tính công được chưa? Dạ chưa. Thường Tết em có lên chùa cầu duyên? Dạ có, mùng 1. Em thường lên chùa nào để cầu duyên?
Dạ em đi đình gần nhà em là đình ông á, cầu rất là linh. Linh hả? Cầu mọi chuyện đều linh. Linh hết luôn không? Dạ linh. Ủa mà đình ông nó nằm ở đâu vậy? Ở ngay chỗ gần Bình Chánh, ngay chỗ cầu Bà Tàng. Hỏi đình ông là người ta biết rồi, tại vì ở đó linh lắm. Mà nó chỉ làm cái miếu nhỏ, sau này nó xây thành bự. Ủa mà ông đó là ông gì vậy? Ông cả hay ông cá gì đó, đình ông. À, bây giờ em thích một chàng trai nào đó, em muốn gạ chàng trai đó đi ăn đi uống thì em làm bằng cách nào? Thì tức là quen chưa anh? À, chưa quen. Chưa quen hả? Tức là lạ chứ là mình. Mà bạn đang thì mình kiếm cớ mình lại mình nói chuyện là quen. À, kiếm cớ sao em kiếm cho bạn cái cớ thôi. Ví dụ như ví dụ thôi nha. À, ví dụ. Ví dụ như em giai đầu em say, cái xong em mới kêu là anh ơi em không về được. À. Anh chở em về được không? Em không nhớ số nhà, em sẽ lên em sẽ gõ Google Maps chở em về đi. À. Rồi em thừa cơ đằng sau thì em ôm luôn. Trời, cái xong thì em vừa đi vừa hỏi gì anh có hiểu chưa hay là gì đó. Rồi xong mà anh chở em về nhà thì em về, em không về thì thôi. À. Chuyển qua giai đoạn khác. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Bá đạo. Trở về nhà mà anh ấy đi về rồi em có níu kéo anh ấy trở lại không? Nếu mà anh trở về nhà thì nếu mà anh cho em về nhà thì trong thời gian về nhà thì em vẫn phải xin thông tin của anh để cái gì còn liên lạc sau. À. Em có nhớ bạn thân nào là nữ không? Dạ. Em có nhớ bạn thân nào là nữ dạ, không? Dạ có. À, thường thường mấy cái đứa gái mà hợp lại với nhau có bao giờ nhậu nhẹt không? Có giống con trai không? Có nhậu. À, em có bao giờ nhậu mà lầy chưa? Ít lắm anh, cũng có. Thường thường con gái lầy như thế nào nhỉ? Dạ. Bản thân em đi. Em hả? Em bình thường thì hay ngủ lầy, uống rượu xong lại đi ngủ à. À, còn bạn của em? Bạn của em là khóc lóc rồi gọi điện cho người yêu. Gọi điện cho người yêu. Gọi điện cho người yêu chi vậy? Gọi điện cho người yêu rồi hỏi sao chia tay rồi nhắc người yêu từ năm ngoái năm nào đến giờ cái tự nhiên uống rượu say vô cái gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Trời ơi, con gái kiểu lầy lầy. Cô bé của con gái được so sánh với loài động vật biết bay, em sẽ so sánh với loài động vật nào? Vịt trời á. Vịt trời. Nope. Con bướm chứ. Ôi. Còn có con trai sẽ được so sánh với loài động vật nào? Chim. Thì đúng rồi. À, có một câu như thế này, em sẽ điền vào chỗ ba chấm nha. À, chim khôn, chim ngẩng cao đầu, bướm khôn, bướm đậu, ba chấm. Ở đâu có con chim? Trên đầu. Đúng rồi. Câu đó có ý nghĩa như thế nào nhỉ? Dạ em không biết, em chỉ nghe. Bướm là đại diện của con gái. À. Chim là đại diện của con trai. Thì qua hình ảnh bướm đậu trên đầu chim thì có nghĩa là sao? Không có mà. Có gì đâu, đơn giản mà. Dù người con trai giỏi giang thông minh tới mức độ nào thì cũng nằm dưới chướng người con gái đúng không? Dạ. Có vậy anh nằm trên người con trai hay chưa? Chưa. Chưa hả? Thiệt không? Thì lúc em thì thích nằm dưới thôi chứ em không thích nằm trên. Dạ. Tết thường thường em có bao giờ tụ họp với nhóm bạn thân của em là đàn ứ uống say mềm? Dạ có rồi, nhưng mà say mềm thì chưa, tại tử lượng em cũng cao lắm. À, tử lượng em bao nhiêu mà em nói là cao? Ngàn ly không say. À, vậy thường thường á, khi mà con gái say với con gái và con trai ai lại hơn? Em nghĩ là con gái lầy hơn. Thường thường mấy em lầy, mấy em lầy làm sao? Vô tụi nó đi thì tụi nó thấy thằng nào tụi nó cũng hello, hay là tụi nó cũng lại xin số điện thoại. Ví dụ. Còn em thì em giải say, thích giải say đi xin số điện thoại hơn. Nhưng mà em cũng có lại xin phải không? Dạ. Nếu bây giờ một chàng trai body 6 múi lực lượng trước mặt bọn em, thân mặc áo trước những cô trước những cô gái lầy lội như vậy thì bọn em sẽ xử chàng trai nó như thế nào nhỉ? Em thì em không thích trai 6 múi lắm. Em thích dạng sao? Em thích bụng bự hơn xíu thì ôm cho nó sướng. Trai 6 múi sờ nó khô quá. Dạ, vậy em thích cái dạng bụng bự hơn. Dạ. Sao kỳ vậy ta, cái gì kỳ cục vậy? Ấy là bụng có mỡ thôi, một múi nhưng mà đừng có bự quá. À, còn con mấy bên đứa bạn em thích 6 múi hay 1 múi? Bạn em thích mấy oppa Hàn Quốc á. À, khi nhìn thấy mấy dạng oppa Hàn Quốc vậy bạn em phản ứng như thế nào? Thì nó sẽ la làng lên, nó sẽ qua rồi nó sẽ lại, nó sẽ có những phản ứng mê chai. À, phản ứng mê chai là làm gì? Bóp sờ soạn các kiểu hả? Là nó sẽ liếc rồi nó nhìn coi nó còn chạy dãi nữa. Vậy cả nồi. Trái cấm của con trai nằm ở đâu? Là cái gì vậy? Trái cấm của con trai. Là cái gì? Là cái này. Ờ thì nó nằm ở đây. Ừ. Trái cấm của con gái nằm ở đâu? Ở đây luôn. Đấy. Con gái là chỉ có trái cấm nằm ở cổ. Nhưng mà con gái có trái cấm nằm ở chỗ khác. À, người ta thường biết bộ phận cơ thể của người phụ nữ như vậy là dưa hấu, bưởi. Là biết cái gì? Rồi, cái vùng đó là vùng rất là khó sờ vào, gọi là vùng cấm của phụ nữ luôn. Vậy cái đó phải gọi là trái cấm không? À, trái cấm của phụ nữ có bao nhiêu trái? Có hả? À, số lượng đầu của con trai và con gái bằng nhau không? Dạ ba. Có bằng được, con trai nhiều hơn cái. Ủa, mỗi người có một đầu hả chứ? À, không. Có thể không bằng anh. Ừ, đúng rồi.
Nhưng mà con trai lúc nào cũng sẽ nhiều đầu hơn con gái. Có thể bị cụt một ngón thì còn chín ngón chứ vừa đâu. Anh hy vọng em luôn luôn suy nghĩ ngây thơ như vậy. Nếu mà một người con trai nhìn vào người con gái đầu tiên, điểm hút nhất của họ là cái gì? Em nghĩ là ngực. Ngực có gì không? Khuôn mặt. Dạ. Em biết trái cấm của con trai nằm ở đâu không? Trái cấm hả? Trái cấm của con trai ở đâu vậy? Cái đó đẩy khế nè. Rồi em biết trái cấm của con gái nằm ở đâu không? Ở đâu? Bộ phận của cơ thể con gái chỗ nào được so sánh với trái cây? Cái đó đúng không? Vậy chỗ đó có được dễ dàng đụng vào không? Có phải là nơi cấm kỵ không? Là cấm nha. Cấm thì có phải là trái cấm không? Vậy là trái cấm của con gái có mấy trái? Cách 2 trái. Trái đúng rồi. Vậy con trai có bao nhiêu cái đầu? Vậy con gái một cái đầu và con trai hai cái đầu hả? Vậy là con trai nhiều hơn cái đúng không? Nếu cho em 10 tỷ đem bỏ làm trai em bỏ không? 10 tỷ hả? Không, bạn trai em có nhiều hơn 10 tỷ. Rồi, để 10 tỷ phản bội bản thân hay phản bội không? 10 tỷ phản bội bản thân có hết, cái này là chắc là có hết. Giữa bản thân và bạn trai khi xảy ra mâu thuẫn á, em chọn về bên ai? Em nghĩ là bạn trai thì phải coi bạn trai đó quen bao nhiêu lâu rồi. Bây giờ bạn trai đó quen 3 năm đi, bạn thân chơi 20 năm. Chơi 20 năm hả? Ừ. Tức là em nghĩ chắc là bạn trai. Thôi là con cờ là mờ con mắt luôn. Bây giờ em biết em đang đứng ở đâu không? Dạ ở Landmark 81. Đúng rồi, Landmark 81. Thì em muốn sở hữu bất động sản ở đây không? Dạ có. Có đúng không? Vậy em biết cách nào để sở hữu bất động sản ở đây nhanh nhất không? Lấy chồng ở đây. Lấy chồng ở đây, chính xác ha. Vậy em có biết cách nào để có thể lấy chồng nữa ở đây không? Chắc em sẽ uống cà phê thả thính ở gần gần đây. Cà phê thì chưa đủ thả thính lắm. Em phải đi chiều chiều mặc đồ bơi, bơi giống như mấy anh chị ở đây nè. Người ta mặc đồ bơi là thả thính, em mặc đồ bơi là người ta bỏ luôn. Vãi cả đại. Bún Mắm TV và Girlson TV. Nếu các bạn thấy clip này hay thì hãy like, share và subscribe cho kênh. Cuối cùng thì mình xin chúc Tết mọi người ăn Tết vui vẻ bên gia đình. Rồi, thay mặt Girlson TV cũng chúc thay mặt Girlson TV và Bún Mắm TV cũng chúc bạn có một năm 2019 an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Chúc bạn có người yêu mới, người yêu mới luôn luôn chăm sóc quan tâm bạn nhé. Chào và hẹn gặp lại bạn. Bún Mắm TV chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc. Chúc mừng ngày sinh nhật lành tới sau.